Chào mừng các bạn đến với Kinh Tám Tin Tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung vô cùng tuyệt vời về bà Hằng nè, nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng của CEO Đại Nam các bạn. Hôm nay nè, bệnh viện mà quá tải, bệnh viện Trương Vương đã cầu cứu oxy của Đại Nam. Vợ chồng ông Dũng và bà Hằng đã tuyên bố một câu cẩu luôn cái bệnh một nhà máy oxy vào bệnh viện để hoạt động ở trong đó luôn. Đó, các bạn thấy không? Phải vậy mới được. Trong livestream mới nhất, bà Phương Hằng cho biết oxy y tế do nhà máy của mình tự sản xuất đã có tại bệnh viện Trương Vương ngõ Ý Sinh. Bà đã có liên lạc với đại diện bệnh viện để xác nhận, thậm chí nếu cần thiết thì sẽ cẩu luôn một nhà máy oxy tới đây sản xuất trực tiếp ở đây luôn. Trong livestream mới nhất đây, bà Phương Hằng cho biết oxy y tế do nhà máy của gia đình tự sản xuất đã có tại bệnh viện Trương Vương xin ngõ ý. Bà có liên lạc với đại diện bệnh viện để xác nhận, thậm chí nếu cần thiết cẩu luôn một nhà máy oxy vào bệnh viện để hoạt động tại nơi. Đúng là nể bà thiệt. Hôm nay tôi cũng muốn nói với quý vị rằng bệnh viện Trương Vương đã liên hệ với chúng tôi để xin oxy. Quý vị có biết là oxy bây giờ quan trọng lắm không? Thì anh Dũng anh ấy đã định cẩu luôn một cái nhà máy oxy vào bệnh viện để có thể hoạt động tại nơi luôn, chứ không phải đi lên đi xuống để chở oxy như trước đây nữa. Quý vị thấy rằng anh Dũng luôn sẵn sàng nghĩ ra những kế nào tốt đẹp nhất để cứu người ngay và tại chỗ luôn. Quý vị thấy đó, khi đổ bệnh mà hơi thở còn không giữ được thì còn nói gì nữa. Cho nên những người bấm lỗi môi thế này thế kia nói chúng tôi nổ để làm cái gì, bằng chứng bây giờ chúng tôi không cần nổ đâu. Đó, nhìn là biết rồi. Ngay dưới phần livestream của bà Hằng, cộng đồng mạng đa phần đều cảm thấy hành động của vợ chồng bà vô cùng ý nghĩa với đất nước của chúng ta. Trước đó bà Hằng còn tiết lộ mỗi ngày Đại Nam cung cấp 1.500 lít oxy cho bệnh viện Chợ Rẫy để phục vụ cho bệnh nhân điều trị Covid. Vợ chồng tôi có trao đổi với giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy, anh ấy rất vui vì bắt đầu từ hôm nay thì nguyên liệu oxy của y tế chúng tôi sẽ được cung cấp cho bệnh viện khoảng 1.500 lít mỗi ngày, bà Hằng nói như vậy. Bên cạnh đó, bà Phương Hằng cũng khẳng định sẵn sàng dành khu trung tâm thương mại rộng 4.000 m2 để làm bệnh viện dã chiến trên nếu đất nước cần. Tiện đây, tôi thông báo với quý vị luôn là khu dân cư 102 của tôi ở Bình Phước có một trung tâm thương mại 4.000 m2. Tôi đã xây dựng xong. Thì khi mà cần á thì tôi sẽ trưng dụng đó thành bệnh viện dã chiến, nên các bạn cứ yên tâm. Bạn thấy không? Đúng là nể vợ chồng của ông Dũng lò voi và bà Hằng Canada này thiệt. Vậy mới được. Cuộc sống cần phải những người như vậy mới thấy cuộc sống này ý nghĩa biết bao. Đó. Rồi, thay mặt cộng đồng mạng và mọi người khác thì tôi xin cảm ơn bà Phương Hằng nha. Rồi, cảm ơn bà, chúc bà có nhiều sức khỏe.